Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VietTV Network và đây là phần thứ hai của chương trình Top News ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên trong phần thứ hai liên quan đến một cuộc tranh cãi đang xảy ra rất là sôi nổi ở tại bên Hà Lan sau khi mà trên Internet ở tại đây đã xuất hiện bán một cái loại thuốc độc để tự kết liễu đời mình và cái sự tranh cãi giữa người dân cũng như là những thành viên trong cái nhóm là bảo vệ quyền được chết đang diễn ra rất là sôi nổi tại Hà Lan. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, luật trợ tự tức là luật bảo vệ những người có quyền được chết. Đây là những người mà thưa quý vị bị bệnh rất nặng và họ không thể sống được, đau khổ với cơn bệnh nói trên. Họ muốn được chết và họ được bảo vệ như thế nào? Hiện nay có những người tán trợ việc bảo vệ quyền lợi những người này là quyền được chết. Những người khác chống lại vì họ cho rằng đây là quyền của tạo hóa chứ không phải là quyền của con người. Thì cả hai bên ở tại Hà Lan hiện nay đang tranh cãi rất gay go về chuyện này. Tuy nhiên hiện nay ở Hà Lan trên mạng đang bán một loại thuốc độc mà người ta gọi là Substance X, tức là thuốc độc có chữ X. Thuốc độc đây thì uống vào là chết ngay và họ đang bán một cách dễ dàng trên các trang mạng xã hội ở tại Hà Lan. Thì cả hai phái bảo vệ luật trợ tự và chống lại luật trợ tự đều cãi nhau về cái vấn đề này. Họ muốn rằng những người trợ tự thì muốn rằng cái quyền được chết là quyền của người bệnh. Tuy nhiên, nhóm khác lại cho rằng đây là quyền của tạo hóa và cuộc tranh cãi càng ngày càng gay go, thưa quý vị. Thưa quý vị, quay sang tin liên quan đến nước Đức. Tin cho biết cảnh sát của nước Đức đã tăng cường cũng như là có những cuộc bố ráp để bắt giữ và ngăn chặn một số những cái tổ chức chuyên buôn người cũng như là gái điếm. Anh Phạm Cơ sẽ đi sâu hơn chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, 1.500 cảnh sát của Đức hiện nay đang tham dự vào một cuộc bố ráp trên toàn quốc của nước Đức để chống lại những cái kẻ buôn người và đưa những cô gái từ ngoài vào để làm gái điếm. Đây là một trong những cái chuyện mà nước Đức rất là gay go và họ muốn dẹp yên cái đám người này. Thì nói chung thì hiện nay cuộc bố ráp vẫn đang còn tiếp diễn và chưa có tin gì thêm về những ai đang bị bắt hoặc là những ai đang bị chính phủ để ý về cái việc này. Thưa quý vị, trở lại với cái vấn đề cũng đang rất nhức nhối đối với lại công ty Facebook sau khi mà 87 triệu khách hàng của họ bị tiết lộ thông tin. Thì sau khi ra điều trần với lại Quốc hội của Hoa Kỳ thì Facebook đã đồng thuận tuân theo một quy luật mới là sẽ bảo vệ những cái thông tin của khách hàng của họ. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, Hoa Kỳ thì chưa có cái luật này. Tuy nhiên, ở bên Liên Âu họ đã đưa ra một đạo luật mới và yêu cầu Facebook phải tuân theo. Theo đạo luật này, thì data của những cái quần chúng ở ngay tại Liên Âu, Facebook cần phải được bảo vệ. Do đó, các cái người mà có account, có trước mục tại Facebook, khi mà họ bắt đầu liên quan đến Facebook và có những tin tức tiết ra, thì họ được có một cái câu hỏi rằng liệu họ có muốn được bảo vệ hay không, hay là bảo vệ như thế nào. Thì cái việc này là do họ quyết định và họ sẽ có những cái nút bấm để họ có thể có tự do thực hiện quyền lợi của mình. Nói chung thì cái vụ này gây ra rất nhiều rắc rối sau khi 87 triệu khách hàng của Facebook ở tại Hoa Kỳ đã được phát giác là tin tức của họ đã tiết lộ ra ngoài và do một cái tổ chức gọi là Cambridge Analytica nắm giữ. Tổ chức này đã lợi dụng trường hợp này để có thể đưa ra những cái quyết định và khuyến cáo những cái đảng phái chính trị nên làm như thế nào để có thể trúng cử trong các cái cuộc tranh cử năm 2016, nhất là cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Và hiện nay Facebook hứa là họ sẽ tuân theo các cái đạo luật của châu Âu vừa đưa ra. Tuy vậy, họ cũng nói rằng các đạo luật của châu Âu đó sẽ được Facebook áp dụng luôn cho những nơi mà vẫn chưa có những đạo luật nào khác. Ví dụ như ở Hoa Kỳ, họ cũng sẽ áp dụng theo căn cứ vào những cái khoản mà họ đã tuân theo ở bên Liên Âu, thưa quý vị. Vẫn tin liên quan đến Liên Âu thì thưa quý vị, tin cho biết Liên Âu đang đẩy mạnh việc thương thuyết một tự do mậu dịch đối với lại hai quốc gia Nhật Bản và Singapore. Anh Phạm Cơ sẽ đi sâu hơn chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, Liên Âu rất là quan tâm bởi vì Liên Âu thế đã rất là yếu sau khi mà người Anh đẩy mạnh chiến dịch Brexit để ra khỏi Liên Âu. Và hiện nay Liên Âu nghĩ rằng họ cần phải có những cuộc thương thuyết tự do mậu dịch với hai quốc gia lớn và thương mại rất là mạnh, đó là Nhật và Singapore. Vì vậy cho nên họ đang cố gắng để có thể có được những cuộc tiếp xúc với các nơi này để có thể ký được một hiệp ước với người Nhật, nhất là vào hồi tháng mùa hè năm nay. Họ hy vọng sẽ chấm dứt được cuộc thương thuyết để có thể có một nền giao thương tự do mậu dịch với Nhật cũng như là họ đã từng ký với là Canada trước đây. Thưa quý vị, tin liên quan đến nước Đức, thưa quý vị, một cái sự thỏa thuận đã được thực hiện giữa những cái hiệp hội bảo vệ người lao động cũng như là những cái công ty
mướn người làm việc đó sẽ tăng lương cao cho những người phục vụ những công việc công ích trong public, tức là ngoài công cộng xã hội. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Đức đã đưa ra một cái điều khoản công bố, ông đại diện cho tất cả những người chủ của những cái công ty có những người lao động phục vụ cho công ích công cộng ở ngay tại nước Đức. Thì theo ông, những công ty này sẽ được tăng lương, những cái người nhân viên ở trong này sẽ được tăng lương, và cuộc tăng lương này đã được các người chủ đồng ý, và Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Đức đã đại diện cho phía chủ nhân để công bố cái lời đồng ý của họ trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, xung quanh cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã tách ra và không quyết định gia nhập vào cái hiệp ước về thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, thì sau khi mà Nhật Bản đã có lời mời trở lại đó, thì ngày hôm nay ông Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ vẫn chưa có quyết định cuối cùng về cái vấn đề có tái gia nhập hay là không. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, trong khi đang tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump đã nói rằng việc gia nhập TPP là vô lý. TPP chỉ có hại cho Hoa Kỳ, chứ không có lợi cho Hoa Kỳ. TPP là một đạo luật về tự do mậu dịch liên quan đến 12 quốc gia ở trên vòng đai của bờ biển Thái Bình Dương. Và vì vậy cho nên, khi ông vừa đắc cử, ông đã lập tức rút lui ra khỏi các cuộc thương thuyết với TPP. Tuy nhiên, 11 quốc gia còn lại ở trong TPP, họ đã thành lập lại ra một cái tổ chức mới cùng lấy tên là TPP nhưng thêm vào các cái chữ khác để có thể nói rằng là khác hẳn với cái TPP trong thời còn Hoa Kỳ. Và hiện nay ông Trump sau khi đã bác bỏ TPP thì trước những cái chuyện áp lực đối với cuộc chiến tranh mậu dịch với người Trung Hoa, ông nghĩ rằng cần phải dựa vào TPP để có thể làm cuộc chiến với Trung Hoa. Do đó ông đã ra lệnh cho những cái người phụ tá của ông nghĩ lại và nghiên cứu lại về đạo luật TPP theo ý của người Nhật. Và người Nhật thì nghĩ rằng ông Trump cần trở lại với TPP. Tuy nhiên thì ngày hôm qua ông Trump lại nói ngược lại, ông lại bảo rằng đạo luật TPP có nhiều việc mơ hồ và sẽ làm thiệt hại quyền lợi của Hoa Kỳ. Cho nên thay vì trở lại chính thức ký với TPP thì ông sẽ trở lại TPP nhưng mà ông sẽ ký những hiệp ước về tự do mậu dịch riêng rẽ với 11 quốc gia còn lại ở trong TPP. Thì đây cũng là một cái chuyện không lấy gì làm mới, nhưng là một cái chuyện cho thấy rằng ông Trump vẫn đi theo một cái nguyên tắc, đó là quyền lợi của người Hoa Kỳ trước. Và khi mà ký với TPP thì ông sẽ bị buộc tới 12 quốc gia, 11 quốc gia áp lực với ông. Nếu ông ký vào từng quốc gia một, giống như là người Trung Hoa vẫn ước mơ ký một những cái thỏa thuận song phương với các quốc gia tranh chấp về họ trên Biển Đông, chứ không ký với lại các quốc gia mà ASEAN, tức là đại diện chung của nhiều nước, họ chỉ muốn song phương. Thì giờ đây Hoa Kỳ cũng chỉ muốn song phương với là hiệp định TPP mà thôi, chứ không phải đăng ký với tất cả TPP, thưa quý vị. Thưa quý vị, các thẩm phán trong tố cáo của Hoa Kỳ đã vừa mới đưa ra một quyết định và bác bỏ lệnh trục xuất một di dân đã vi phạm luật của Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, việc này rất là rắc rối cho ông Trump, bởi vì một công dân của Hoa Kỳ, ông James Garcia de Maia, là trước đây là một di dân ở Hoa Kỳ, ở nước ngoài đến Hoa Kỳ, và ông này đã có thường trú. Tuy nhiên, ông đã bị chính quyền đề nghị trục xuất sau khi ông ta cán tội trộm cắp tại California. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã ra lệnh trục xuất ông này chỉ vì căn cứ vào luật di trú. Luật di trú nói rằng trộm cắp là một tội liên quan đến sử dụng bạo lực. Thành ra họ định nghĩa, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ định nghĩa trộm cắp là một tội liên quan đến sử dụng bạo lực. Và luật di trú nói rằng nếu ai có sử dụng bạo lực thì sẽ bị đuổi về nước. Và Tòa án tối cao cho rằng cái định nghĩa của Bộ Tư pháp về vấn đề trộm cắp liên quan đến bạo lực là một cái vấn đề hết sức là mơ hồ, cho nên họ đã bác bỏ lệnh trục xuất nói trên. Và cái người mà bỏ phiếu thứ 5 ở trong 9 thẩm phán, tức là ông Gorsuch, là cái người, thưa quý vị, ông này là người do ông Trump đề cử mà đã chống lại cái lệnh này của ông Trump, thì đây là một việc hết sức là đặc biệt, thưa quý vị. Và thưa quý vị, quay sang một bản tin khác liên quan đến vị thống đốc của tiểu bang Missouri. Ông này đã bị tố cáo là đã có tình ái lăng nhăng với cái người làm tóc cho mình vào năm 2015. Ông này nhất định không chịu từ chức sau khi mà đảng Cộng Hòa đã yêu cầu ông này phải nên từ chức. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, thống đốc của tiểu bang Missouri là một người phải nói rằng là có thành tích hết sức là đặc biệt. Ông Eric Greitens
hiện nay là thống đốc. Ông này là một người trước kia là một cái cựu quân nhân của SEAL, tức là của lực lượng đặc biệt Hải quân Hoa Kỳ, người Nhái. Rồi sau đó, sau khi xuất ngũ, ông đã đi học luật. Rồi học luật xong, ông lại ra ứng cử tiểu bang Missouri vào chức vụ thống đốc. Ông đã đắc cử chức vụ này. Tuy nhiên hiện nay ông đang bị cáo buộc về nhiều tội. Tội thứ nhất là tội lạm dụng tình dục khi ông ngoại ông thú nhận rằng có ngoại tình với một người thợ làm tóc cho ông. Tội thứ hai là tội hăm dọa người ngoại tình nói trên khi ông chụp hình cái cô này, rồi đồng thời chụp hình khỏa thân. Và sau đó ông đem hình này ra hăm dọa cô, nói rằng là cô sẽ bị tai tiếng nếu ông đưa cái hình này ra ngoài. Tuy nhiên cái tội này thì hiện nay tòa án đang thụ lý và có thể đem ra xử trong vài ngày sắp tới. Và tội thứ ba là tội sử dụng ngân quỹ trái phép. Ông đã quyết tiền cho một cái hội cựu quân nhân và ông đã dùng cái số tiền của hội cựu quân nhân này để tranh cử chức vụ thống đốc. Thì đó là lời buộc tội của hội này và của Bộ Tư pháp của tiểu bang Missouri. Với ba tội nói trên, Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang đã yêu cầu ông từ chức nhưng ông từ chối. Ông nói rằng là ông không có tội gì. Tất cả những tội đó hiện nay đã được ra tòa và tòa án sẽ xử trong vài ngày tháng sắp tới. Do đó ông chờ tòa án để tòa án chứng minh rằng ông vô tội, do đó ông không chịu từ chức trong lúc này. Đó là tin mới nhất về những cái vụ lôi thôi đối với một thẩm vị thống đốc của Đảng Cộng Hòa ở ngay tại tiểu bang Missouri. Ông là một người hết sức là sáng giá với thành tích lẫy lừng từ trong quá khứ cho đến hiện nay. Trước khi có vụ ngoại tình xảy ra thì ông rất là xứng đáng để có thể được Đảng Cộng Hòa đề cử cho chức vụ, ứng cử vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên với các cái vụ lộn xộn hiện nay, người ta nghĩ rằng cái việc đó coi như là trôi qua. Thưa quý vị, thưa quý vị, kế tiếp một bản tin liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, bà Barbara Bush đã vừa qua đời tại tư gia vào ngày hôm qua tại tiểu bang Texas. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, phu nhân của Tổng thống Bush thứ 41, bà Barbara Bush đã qua đời vào ngày hôm qua ở ngay tại một thành phố Houston. Thưa quý vị, trước đây bà đã bị bệnh rất nặng và bà đã từ bệnh viện trở về và từ chối không có chịu trị bệnh nữa để có thể về sống những giây phút cuối cùng với gia đình. Thưa quý vị, bà đã có ít nhất là 6 người con và người con thứ hai của bà là một thiếu nữ, là một phụ nữ đã qua đời năm cô ta 3 tuổi chỉ vì chứng bệnh ung thư. Và cái việc cô này qua đời đã làm cho tóc của bà bạc đi từ đó cho đến nay. Thì bà là người thứ hai ở trong chính trường của Hoa Kỳ có thân nhân là, thứ nhất bà là vợ của một tổng thống Mỹ đương nhiệm, rồi đồng thời bà cũng là mẹ của một tổng thống Mỹ khác nữa. Giống như là tổng thống bà phu nhân John Adams của Hoa Kỳ, bà là người thứ hai. Và hiện nay thì thưa quý vị, bà đã qua đời và đám ma của bà sẽ được tổ chức trong vài ngày sắp tới. Bên cạnh bà luôn luôn có Tổng thống Bush thứ 41 cũng như toàn thể gia đình. Thưa quý vị, vâng, thưa quý vị, và sự ra đi của bà Barbara Bush cũng đã mang lại những cái sự đau buồn cho người dân tại Hoa Kỳ rất là nhiều, đặc biệt là tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Rất là nhiều những cái tổ chức, những cái cơ sở về thể dục, thể thao, về sport, về truyền thông, ai cũng đều bày tỏ cái sự tiếc nuối khi mà bà Barbara đã ra đi ở cái độ tuổi 92, thưa quý vị. Và đó là tất cả những tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới chúng tôi vừa mới loan tải đưa đến quý vị. Sau đây là những tin liên quan đến Việt Nam, cũng như phần tin liên quan đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Vệ tinh Việt Nam bức một tấn tin cho biết rằng Việt Nam đã đem ra và xử công khai một viên công an của Cộng sản Việt Nam với cái tội là gián điệp cho Trung Cộng. Một bản tin khác đề cập đến Bộ Công an đã ra lệnh khám nhà của hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết của những bản tin này. Thưa quý vị, tội gián điệp là một tội phải nói rằng là nguy hiểm tới đất nước. Tuy nhiên, gián điệp cho Trung Hoa thì thường thường người ta vẫn xử, nhưng mà người ta ém nhẹm đi hoặc là không để cho mọi người được biết hoặc là không cho báo chí được đăng tải. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam công khai xử tội một công an Việt Nam làm gián điệp cho chính quyền Trung Hoa. Ngày 16 tháng 4 2018, Việt Nam bất ngờ đưa ra một cán bộ công an Việt Nam xét xử về hành vi làm gián điệp cho người Trung Hoa, và đồng thời họ cũng yêu cầu báo chí quốc doanh đăng rất là nhiều chi tiết về việc này. Đây là một cái chuyện rất lạ và người ta nghĩ rằng không hiểu nước Việt Nam đang nghĩ như thế nào và bang giao của họ đối với Trung Hoa ra sao mà họ thúc đẩy cái vụ này rất là mạnh mẽ. Thì đây cũng là một cái chuyện đặc biệt khiến nhiều người để ý. Thưa quý vị, chuyện thứ hai là một chuyện liên quan đến cựu chủ tịch Đà Nẵng. Hai vị cựu chủ tịch điều khiển thành phố Đà Nẵng từ những năm 2006 cho đến năm 2011
rồi từ năm 2011 cho đến năm 2014, hai vị cựu chủ tịch này đều bị đưa ra tòa về những tội tham nhũng trong thời gian họ làm chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Thì đây cũng là một cái tin cho thấy rằng Việt Nam đang cố gắng thanh toán những cái vụ tham nhũng ở trong nước. Nhưng mà nhiều người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh việc chống những vụ tham nhũng này là cố ý tiêu diệt những cái đệ tử của ông Nguyễn Tấn Dũng, và nhờ đó có thể truy tố luôn ông Nguyễn Tấn Dũng trong tương lai. Thưa quý vị. Thưa quý vị, về phần sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì phóng viên của VTV đã ghi nhận một cái buổi tiệc gây quỹ đã vừa mới được diễn ra trong những ngày vừa qua rất đáng được chú ý. Đó là buổi tiệc gây quỹ cho ngày nhân quyền Việt Nam và hội ngộ với lại ca nhạc sĩ Việt Khang. Cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Maryland và Virginia và một tổ chức gọi là tổ chức tập hợp vì nền dân chủ đã phối hợp với lại đài truyền hình SVTN để tổ chức một cái buổi tiệc gây quỹ với sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Việt Khang tại nhà hàng Thần Tài vào chiều ngày thứ Bảy 14 tháng 4 2018 vừa qua, nhằm để gây quỹ yểm trợ cho ngày nhân quyền Việt Nam. Và lên tiếng trước cử tọa thì nhạc sĩ Việt Khang đã lên tiếng và cảm tạ sự vận động của người Việt hải ngoại để anh được tự do và kêu gọi sự đoàn kết trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Cùng chương trình là ca nhạc sôi nổi hào hứng được tán thưởng nồng nhiệt kết thúc vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào.